Những ngày qua, những tuyến đường trung tâm thành phố trở nên rực rỡ hơn với nhiều sắc màu bởi các gian hàng bày bán quà tặng cho ngày lễ tình nhân. Tuy nhiên, không khí mua sắm có phần trầm lắng hơn so với các năm trước. Thắt chặt chi tiêu và mua sắm tiết kiệm là xu hướng chung của thị trường Valentine năm nay, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đại diện cửa hàng hoa tươi này cho biết, trong một tuần trước lễ, cửa hàng không nhận được đơn hàng nào, dù các năm trước con số lên tới hàng chục. Dù vậy, giá hoa hồng lại tăng mạnh như hồng đỏ, giá sỉ từ 12.000 đồng một bông, cao gấp 3 lần so với ngày thường. Đối với hoa hồng nhập khẩu, mức chênh lệch với hoa trong nước khoảng 300.000 đồng, một bó 50 bông. Để thu hút khách, các cửa hàng cũng chủ động thiết kế hoa, lẵng hoa theo từng mức giá rẻ nhất là 100.000 đồng, còn cao nhất lên tới 1 triệu đồng. Năm nay thì kinh tế nó lại khó khăn, cho nên cái mức giá hoa mà trung bình là từ 3 đến 500 thì khách nó sẽ người ta sẽ dễ bỏ đồng tiền ra để mua hơn. Và mình nhập về cái giá đó bông thì nó cao, có thể là ít hoa, nhưng mà mình tạo cái cách thức làm cho nó to ra, bông bên ra, nó vẫn xôm. Tuy ít hoa chính, ít hoa hồng nhưng mà mình lại thêm hoa phù vào. Năm nay, ngoài những bó hoa tươi, các gian hàng bày bán đa dạng hơn như hoa sáp, hoa giấy, giỏ quà tặng hay hoa kèm theo tiền. Mỗi bó hoa thấp nhất từ 30.000 đồng cho đến 50.000 đồng. À, dạ vâng, đúng rồi, thì mỗi năm thì mỗi khác, cho nên là mỗi năm mình lấy từ cái cũ của mình đẩy lên cái mới hơn, đẹp hơn, tươi hơn. Giá cả như thế nào em? Dạ, giá cả thì vừa cũng mới quay lại thôi, cho nên là giá cả thì cũng ở mức trung bình dễ tiêu dùng với người dân. Một số điểm bán cho biết mức chi tiêu năm nay có phần giảm hơn so với ngày lễ khác. Các năm trước, khách hàng có thể mua phần quà gồm gấu bông, chocola với giá trên 500.000 đồng, nhưng năm nay đã giảm xuống một nửa số tiền. Đa phần thì sinh viên và học sinh bây giờ thì cũng có người yêu để tặng, nhưng mà chưa kiếm ra được tiền. Thì em chia nhỏ như vậy để dễ bán và vừa có thu nhập mà bên kia họ vừa có quà để tặng. Trong khi đó, các siêu thị lớn cũng đồng loạt khuyến mãi giá nhiều mặt hàng quà tặng cho dịp Valentine. Như siêu thị này giảm giá đến 50% cho hơn 1.400 mặt hàng đặc trưng của ngày lễ. Theo đó, chỉ bỏ ra từ vài chục nghìn đồng, khách hàng cũng có thể sắm được một món quà ý nghĩa. Valentine là một ngày lễ lớn trong năm dành cho các cặp mới lớn cũng như cho những cái đôi bạn mà còn có những cái sự tương tác về mặt tình cảm, thì ngay cũng là một trong những cái mà gọi là mục tiêu chúng tôi để phục vụ khách. Thì trước khi ngày Valentine sắp đến thì chúng tôi đã chuẩn bị những cái góc chụp hình cho khách để tạo cho khách có một cái khuôn viên tự thoải mái để thể hiện cái tình cảm của mình đối với đối phương. Và quanh đó chúng tôi cũng chuẩn bị một số mặt hàng cơ bản như là sô-cô-la và các loại thú bông. Nói chung là ở đây thì mặt hàng nó phong phú, nhiều giá cả hợp lý với người dùng. Nhưng thì em hay mua đồ trong này. Còn Valentine thì không nhất thiết là phải tặng quà cho người yêu. Nói chung là chỉ cần ở bên nhãn với nhau đi chơi là được. Cùng với đó, các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee và nhiều gian hàng trên mạng xã hội Facebook cùng tổ chức nhiều chương trình giảm giá cho những mặt hàng như mỹ phẩm, quần áo, đồng hồ, giày dép, phụ kiện, đồ lưu niệm, thậm chí cả hoa và sô-cô-la, dành riêng cho ngày lễ tình nhân với nhiều chính sách giá ưu đãi từ các doanh nghiệp.